Những em bé vùng cao ở Bảo Lạc, Cao Bằng vừa có thêm niềm vui khi hai điểm trường mầm non được khánh thành và bàn giao ngay trước thềm năm học mới. Đó là điểm trường ở xã Cốc Bàng, xã Hưng Thịnh. Tổng cộng có các phòng học, phòng công vụ, nhà bếp, bể nước và sân chơi. Kinh phí xây dựng hai điểm trường này do Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cùng đơn vị đồng hành tài trợ với tổng giá trị 650 triệu đồng. Trước đó, huyện Bảo Lạc đã khởi công điểm trường mầm non Trè Lách, xã Cốc Bàng do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Cao Bằng trao kinh phí 450 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng phòng học vùng cao.